Trong bối cảnh với toàn thị trường ô tô Việt Nam, trong tháng đầu năm 2023, SUV đô thị cỡ nhỏ một trong những phân khúc xe vốn sôi động nhất thị trường, cũng rơi vào tình trạng khá ảm đạm. Khi hầu hết các mẫu mã đều chứng kiến lượng xe bán ra giảm mạnh so, với thời điểm tháng 12. Cụ thể, theo số liệu báo cáo bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và thành công mô tô đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai, tại Việt Nam công bố, khép lại tháng 1, Toàn phân khúc SUV đô thị chỉ bán ra tổng cộng 3.130 xe. Doanh số này giảm mạnh hơn 3.600 xe, tương đương đến hơn 50% so với tháng trước đó và giảm gần 2.400 xe, tương đương khoảng 43% so với cùng kỳ năm 2022. Thành tích kém cỏi này đến từ việc hầu hết các mẫu mã trong phân khúc tháng vừa qua đều ghi nhận doanh số sụt giảm mạnh. Đặc biệt là những mẫu xe trụ cột như Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta. Theo đó, Phân tích số liệu bán hàng cho thấy, khép lại tháng 1, mẫu xe thống trị phân khúc SUV đô thị năm ngoái Toyota Corolla Cross chỉ bán ra 867 xe, giảm mạnh 1.612 xe, tương đương đến 65% so với thời điểm tháng trước đó. Trong khi, đối thủ cạnh tranh của Corolla Cross là Hyundai Creta cũng không khá khẩm hơn. Kết thúc tháng 1, các đại lý Hyundai trên toàn quốc cũng chỉ giao đến tay khách hàng 585 xe, giảm 1.292 xe tương đương khoảng 69% so với tháng 12. Một mẫu xe khác, cũng ghi nhận doanh số giảm mạnh trong tháng mở bát của năm 2023 là Toyota Raize. Cụ thể, kết thúc tháng 1, mẫu SUV đô thị này chỉ bán ra 418 xe, giảm 574 xe, tương đương gần 60%. Như vậy, nếu so với thời điểm tháng 12, riêng 3 mẫu xe kể trên đã ghi nhận mức giảm lên đến gần 3.500 xe. Ở nhóm còn lại, bộ tứ nhà Trường Hải gồm hai mẫu Kia Celtis và Sonet và hai mẫu Mazda CX-3 và CX-30, đều ghi nhận doanh số giảm. Đây cũng là điều dễ hiểu khi những mẫu xe kể trên trong những tháng gần đây không thực sự hút khách và chỉ đạt lượng xe bán ra ở mức cầm chừng. Hai mẫu SUV nhà kia, trong tháng 1 chỉ bán được 397 xe Sonet giảm 105 xe, còn Celtis chỉ bán 368 xe giảm 89 xe. Trong khi đó, hai mẫu SUV nhà Mazda, cũng chỉ bán được 158 xe CX3 giảm 89 xe còn CX30 bán 150 xe giảm 33 xe. Mặc dù vậy, phân khúc SUV đô thị trong tháng đầu năm 2023 vẫn chứng kiến một điểm sáng đến từ mẫu xe Honda HR-V. Trái ngược với đà giảm đồng loạt của các đối thủ, mẫu xe Nhật tháng 1 vừa qua lại bất ngờ ghi nhận doanh số tăng trưởng khá tốt, với 198 xe đến tay khách hàng, tăng mạnh 149 xe tức hơn 75% so với tháng cuối năm 2022. Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, thực tế việc doanh số SUV đô thị sụt giảm trong tháng đầu năm 2023 cũng là điều đã được dự báo trước. Tuy nhiên, lượng xe bán ra chỉ đạt hơn 3.000 xe và giảm sâu đến hơn 50% so với tháng cuối năm ngoái được xem là một bất ngờ, khi phân khúc xe này vẫn đang là một trong những phân khúc ăn khách nhất thị trường.